Các khán thính giả của Sparum đã bao giờ có ý nghĩ rằng ai mà chả xem phim con heo, có gì đâu mà phải bỏ, đó là nhu cầu bình thường. Thấy chưa? Rồi bạn bào chữa bằng ý tưởng rất là trẻ con như mất bao nhiêu công mới nhận được, bỏ là bỏ thế nào? Hay sợ quá phải đi xem phát cho đỡ sợ thôi. Nhưng cây bút Gerard tại Spider-Room lại có tư duy hoàn toàn ngược lại khi đối diện với chủ đề phim 3 chữ X. Từ một người tự đánh giá bản thân là nghiện coi phim con heo cho đến một người tự do, hoàn toàn thoát khỏi chúng, đó là một hành trình đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực. Đến tháng 11 hàng năm mới phong trào, No Nut November, hãy đồng hành cùng Nhà Nhẹ để ngừng hành hạ chú họa mi trong quần, ngừng tiêu thụ các nội dung có yếu tố người lớn. Và hơn tất cả là trang bị cho bản thân những kiến thức đúng đắn để các bộ phim người lớn đang nổi lềnh bềnh trên mạng kia không còn ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức của bạn nữa. Hành trình đến với tự do cách bạn không còn xa. Thế bác có muốn xem sách nặng không? Cháu mở cho. Lời của người viết. Nội dung của bài viết được chia sẻ dựa trên quyển sách The Easy Peasy Method của tác giả Fraser Patterson, một sinh viên tâm lý học đến từ Úc. Easy Peasy là một quyển sách mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí và Spider-Room chúng mình sẽ gắn link mã nguồn này ở phần dưới mô tả của video. Dựa trên các phương pháp cai nghiện thuốc lá dễ dàng của Alan Carr, Easy Peasy sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để có thể từ bỏ phim heo một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Mình thực lòng khuyên các bạn đọc hết quyển sách sau bài viết này nếu bạn thật sự muốn từ bỏ thói quen mở trình duyệt ẩn danh lên và dày vò bản thân mình thêm một lần nữa. 1. Mình đã từng xem phim heo như một phần thiết yếu của cuộc sống. Đây là câu chuyện của mình, cũng giống với câu chuyện của các bạn bè đồng trang lứa và mình nghĩ cũng giống với câu chuyện của rất nhiều anh em đang xem video này. Chúng ta được lớn lên trong thời kỳ Internet bùng nổ và phim người lớn bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của mình từ những năm lớp 6. Ban đầu, chúng chỉ là những lời bàn tán xì xào của bọn bạn trong lớp, sau đó là những chiếc CD, những video vỡ nét mờ mịt trên chiếc điện thoại bấm nút. Mình vẫn nhớ cảm xúc của mình khi lần đầu được xem những video đấy. Thật sự ghê tởm. Mình càng không thể tin được khi biết rằng đây chính là điều mà những người xung quanh mình vẫn thường hay làm. Ở độ tuổi mới lớn, mình nhớ như in rằng giai đoạn đó mình đã bị sang chấn tâm lý một thời gian và không thể nhìn mọi người một cách bình thường được nữa. Và đúng là mất bao nhiêu công sức mới nghiện được. Khi lớn lên, với niềm tin bị nhồi nhét vào đầu rằng ai mà chả xem, nhu cầu bình thường mà, mình đã học cách lên mạng tận hưởng phim heo lúc nào không hay. Từ việc tiêu thụ bị động khi chỉ xem ké mỗi khi mấy đứa bạn tụ tập, mình bắt đầu chủ động tìm kiếm những nội dung có tính chất người lớn hơn trên mạng, với các thể loại ngày càng nặng đô hơn, từ ảnh tĩnh cho đến video động, từ có che đến không che, từ hai người đến nhiều người, vân vân và vân vân. Với sự dồi dào và sẵn có cùng khả năng truy cập dễ dàng từ Internet, thì mặc dù chưa bước qua tuổi 18, số phụ nữ khỏa thân mà mình từng nhìn thấy có lẽ đã vượt ra số cung tần mỹ nữ mà một vị vua ngày xưa có thể có trong đời. Chết chết, thế này thì nguy hiểm quá. Tí tuổi đầu thế này mà đã biết thế nào là sách nặng mới lui nhẹ. Chết 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 chết, thôi thôi thôi, xóa 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 đi. Và rồi thời gian cứ trôi qua như vậy, mình xem phim heo hàng tuần cho đến lúc mình trưởng thành, đi làm, hẹn hò. Sao đâu nhở, mình vẫn sống ổn. Những bộ phim này giúp mình thỏa mãn nhu cầu, giúp mình xả stress, thư giãn những lúc buồn chán, đồng thời cũng là một kênh giáo dục giới tính để mình đỡ bỡ ngỡ trong chuyện giường chiếu thật sự sau này. Mình cũng không thường xuyên xem những thể loại quá biến thái, cùng lắm một hai lần cho thỏa chí tò mò thôi, mình hoàn toàn ổn. 2. Ai cũng không nghiện cho đến khi một tình huống bất ngờ ập đến. Có thể bạn phải đi du lịch, đi công tác xa, đến một nơi mà Internet không hiện hữu. Bạn bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Liệu bạn có thể chịu được 1-2 tuần mà không có những bộ phim người lớn? Hay là bạn đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng và để dồn hết sức tập trung cho việc ôn luyện, bạn đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không đụng đến chúng khi chưa thi xong. Có thể bạn đang tham gia thử thách No Nut November vào tháng 11 này. Hoặc cũng có thể bạn giống như mình, cảm thấy chuyện giường chiếu có gì đó không ổn. Mình bị khó ra, hầu hết những lần ân ái của mình và bạn gái đều được kết thúc với việc bạn gái mình cảm thấy đau nhức và không thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa, chỉ cần một thoáng mất tập trung thôi là mình có thể rơi vào trạng thái teo nhỏ ngay lập tức. Không giống như trên các bộ phim người lớn, tình dục thật sự không đem lại thỏa mãn 100% cho mình. Và thậm chí,
mình nhận ra đôi lúc mình vẫn thèm xem phim người lớn ngay cả sau khi mình vừa quan hệ ngoài đời thật. Trời trêu thay, thứ tình dục ảo mà mình từng dùng để thỏa mãn tạm trước khi được tiếp xúc với tình dục thật, giờ đây có vẻ lại ưu việt hơn cả tình dục thật. Mình bắt đầu lên mạng tìm hiểu và được biết rằng, việc sử dụng phim người lớn quá nhiều đã thay đổi cách mà não bộ của mình phản ứng với các kích thích tình dục. Do mình đã quá quen với những kích thích đến từ hình ảnh 2D, việc này khiến cho những kích thích ngoài đời thật trở nên kém hấp dẫn hơn. Mình táo hỏa khi nhận ra rằng bản thân đã tiếp nhận vượt mức cho phép nội dung phim người lớn. Đã đến lúc phải dừng lại. Stop it. Get some help. Dù là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì tất cả chúng ta, cả mình và những người khán thính giả có lẽ đều chung nhau ở một điểm. Thử bỏ phim người lớn khoảng một vài tuần và thấy nó khó không tả nổi. Ai cũng nghĩ là mình không nghiện, cho đến khi bắt buộc phải sống một thời gian không có nó, ta mới bắt đầu cảm thấy đau khổ, quằn quại, dằn vặt, mòn mỏi chờ đợi để được mở trình duyệt ẩn danh lên, để được ghé thăm các dàn mỹ nữ đang trực chờ sẵn. 3. Vậy tại sao cai thôi mà khó thế? Có phải là vì chúng ta đã nghiện sao? Không hẳn. Theo trải nghiệm của bản thân mình, thì quá trình từ bỏ của mình khá là dễ dàng và mình không gặp quá nhiều khó khăn cũng như bất kỳ đau đớn nào về mặt thể chất hay là tinh thần. Hay việc xem phim người lớn đã trở thành thói quen của bạn? Nếu nói vậy, thì tại sao những thói quen khác của chúng ta như là đọc sách, học bài, tập thể thao lại biến mất chỉ sau một vài buổi bị nghỉ? Thứ ngăn cản chúng ta chính là niềm tin. Chúng ta sống trong một xã hội mà cái bẫy khiêu dâm đã gài gắm những niềm tin sai lệch vào trong tiềm thức của chúng ta một cách đầy tinh tế. Những câu chuyện, những bộ phim khép lại với cái kết có hậu khi nam chính và nữ chính bắt đầu hôn nhau và làm tình. Những quảng cáo với hình ảnh người đàn ông lịch lãm đi bên cạnh cô người yêu nóng bỏng. Những cô nàng với ba vòng cực khủng được người yêu tôn thờ trên mạng xã hội. Những bài post xin link với lượng tương tác vượt trội. Tất cả như đang muốn phát đi một thông điệp rằng người anh em phải làm một nhái với bàn tay của mình ngay đi, cực khoái là mục tiêu tối thượng của cuộc đời này đấy. Chúng ta luôn sống với niềm tin sai lệch đó và trở ngại lớn nhất khiến chúng ta khốn khổ khi phải rời xa những bộ phim con heo chính là niềm tin rằng chúng sẽ mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn, rằng ta cần chúng, rằng ta thật sự tận hưởng nó. Bạn có thật sự tận hưởng hay không? Hãy thử nhớ lại về lần đầu bạn quyết định xem một clip có yếu tố nóng bỏng. Bạn đâu tận hưởng nó đến thế, đúng không? Liệu lúc đó bạn có nghĩ rằng mình sẽ thường xuyên xem cái thứ này từ giờ cho đến cuối đời hay không? Mình cá là bạn cũng thấy nó ghê ghê giống như lần đầu chứng kiến của mình. Khi nhịp tim dần quay về mức bình thường, tâm trí trở lại kiểm soát, ta không còn muốn xem cái video ghê tởm đó nữa. Xâm chiếm tâm trí ta bây giờ là một cảm giác hối hận xen lẫn tội lỗi, và ta chỉ muốn tắt trình duyệt ngay đi lập tức. Quá trình xem phim người lớn và nện chú chào mào uỳnh uỳnh với bàn tay đã in sâu vào trong tiềm thức và diễn ra một cách tự động. Bạn không còn nhớ nó đã xảy ra như thế nào, và khi cơn cực khoái trào dâng cũng chính là lúc bạn choàng tỉnh và tự hỏi tại sao mình lại như thế này. Có cơ sở nào mà khiến ta cảm thấy tồi tệ mỗi khi làm như thế không? Nếu bạn thật sự tận hưởng phim con heo, tại sao không xem nó mọi lúc bạn muốn thay vì chỉ mở lên mỗi khi cơn nắng cực ập đến? Lần cuối khi muốn vuốt ve cậu em trai, hãy thử bình tĩnh lại, hít thở sâu và đều, tập trung quan sát các phản ứng của bản thân. Bạn sẽ thấy cái hành động lén lút ngồi nhìn hai người vật lộn với nhau trên một chiếc màn hình rồi tưởng tượng một cách tuyệt vọng rằng mình mới đang là người trong đoạn clip, thật ra cũng chẳng vui vẻ lắm đâu. Có lẽ thứ làm cho bạn thỏa mãn chính là sự bình yên trong tâm trí sau khi cơn nắng cực đã đi qua. Nó giống như cảm giác được cởi bỏ bộ quần áo công sở chật chội sau một ngày đi làm đầy nóng nực vậy. Nhưng bạn có biết, cái cảm giác khó chịu đó rồi sẽ quay lại. Có thể là sau một vài ngày hoặc một vài tuần, bạn sẽ lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn, thèm khát, chỉ muốn mở tab ẩn danh lên để chấm dứt sự bức bối này. Khi con nghiện lên cơn thèm thuốc, họ cũng không hề dùng thuốc để tận hưởng, họ chỉ dùng để cho cơn thèm mau chóng đi qua mà thôi. Nhưng rồi bạn lại nghĩ, nhu cầu tự nhiên thôi mà. Vậy tại sao tổ tiên chúng ta vẫn sống tốt khi những bộ phim người lớn này chưa tồn tại? Đừng hiểu lầm mình, loài người chúng ta vẫn làm tình và cả nam lẫn nữ vẫn tự thỏa mãn xuyên suốt lịch sử. Vấn đề nằm ở sự xuất hiện của những bộ phim con heo. Thử so sánh với những nhu cầu tự nhiên khác như ăn uống, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt. Bạn ăn để tồn tại và lấy năng lượng. Xem phim người lớn lại làm bạn hoài nghi sự tồn tại của chính mình và lấy đi năng lượng của bạn.
bạn hoàn toàn tận hưởng việc ăn và ăn uống làm dịu đi cơn đói của bạn. Còn bạn xem phim người lớn chỉ để mong cho cơn thèm khát đi qua, nhưng càng xem bạn lại càng thèm khát vì xem đi xem lại một clip hay một thể loại không làm bạn thỏa mãn được mãi. Chẳng có cơn nắng cực nào ở đây đốc thúc bạn phải mở phim lên xem cả. Thứ khiến bạn nghĩ vậy chính là hệ thống khen thưởng trong não của bạn. Đây là hệ thống giúp khuyến khích những hành động làm tăng khả năng sinh tồn của chúng ta như ăn uống, học tập, rèn luyện sức khỏe, làm tình, vân vân và vân vân. Khi làm những hành động này, cơ thể tiết ra một lượng dopamine khiến ta cảm thấy phấn chấn, vui vẻ và thúc đẩy chúng ta thực hiện lại trong tương lai. Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta xem phim người lớn. Tuy nhiên khi chúng ta xem chúng, lượng dopamine sản sinh ra lại vượt xa so với các ngưỡng mà ta có thể được ngoài tự nhiên, lên tới hơn 250% so với thông thường và kéo dài trong nhiều giờ. Với cơ chế tự cân bằng của cơ thể, lúc này não bộ sẽ phải cắt giảm bớt các thụ thể dopamine để đối phó với cơn lũ dopamine do phim người lớn gây ra. Ít thụ thể hơn cũng đồng nghĩa với việc các hoạt động sản sinh ra ít dopamine hơn cũng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn và không còn mang lại nhiều động lực cho bạn nữa. Điều này cũng lý giải vì sao người xem phim người lớn quá nhiều hay những người nghiện thuốc lá có xu hướng tìm đến những thứ ngày càng nặng đô hơn theo thời gian. Khi số thụ thể dopamine trong hệ thần kinh trung ương ít dần đi, họ cần những cơn lũ dopamine mạnh hơn để có thể cảm nhận được sự kích thích. Cơn lũ càng mạnh, lượng thụ thể bị cắt giảm càng tăng. Và lần sử dụng tiếp theo, họ lại càng cần những thứ mạnh hơn nữa. Giống như đang khát nước mà uống nước biển vậy, càng uống thì càng khát. Liệu não có thể trở về bình thường được không? Câu trả lời hoàn toàn là có. Với trải nghiệm của mình, chỉ sau một vài tuần, mình đã cải thiện được sự tập trung, lấy lại được động lực làm việc. Mình cũng cảm thấy thoải mái và tận hưởng cuộc sống hơn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, mình lại cảm nhận được cái cảm giác điện giật khi cầm tay người yêu. Việc cắt bỏ các cơn thèm dopamine thật ra không hề khó khăn như bạn nghĩ. Cái khiến bạn còn chần chừ và sợ hãi chính là niềm tin mà nền công nghiệp khiêu dâm đã nhồi nhét vào đầu của bạn rằng phim người lớn thật sự đang mang một lợi ích nào đó cho bạn. Sự tẩy não. Easy Peasy, cuốn sách là nguồn cảm hứng cho bài viết này, xác định hai kẻ thù chính mà bạn phải đối đầu trong hành trình tìm kiếm tự do, bao gồm một con quỷ nhỏ và một con quỷ lớn. Con quỷ nhỏ chính là những lời nói trong đầu thôi thúc bạn xem phim người lớn. Nó thèm khát dopamine và yêu cầu được đáp ứng ngay lập tức. Bạn xem phim người lớn không phải vì bạn tận hưởng cái hành động đó, mà là để cho con quỷ nhỏ cầm cái mỏ lại, để bạn được bình yên trong thoáng chốc, trước khi nó lại đòi ăn thêm một lần nữa. Hãy tự nhủ với bản thân rằng, những lời nói đó là của con quỷ đại diện cho phần não nguyên thủy của bạn, không phải bạn, và nó không định nghĩa con người của bạn. Khi bạn bỏ đói con quỷ thành công, thường là sau vài tuần, con quỷ nhỏ sẽ chết dần và không thể làm phiền bạn được nữa. Khó đánh bại hơn là con quỷ lớn, chính là những niềm tin rằng phim người lớn thật sự mang lại một giá trị gì đấy cho bạn. Rất nhiều người dùng phương pháp lý trí để cai phim đen đã thành công đánh bại con quỷ nhỏ, nhưng việc vẫn giữ niềm tin rằng rời xa chúng nghĩa là họ đang phải hy sinh một lợi ích to lớn đã khiến họ trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết. Khi bạn biến một thứ gì đó thành trái cấm, bạn lại càng thèm khát nó hơn. Phương pháp trong Easy Peasy chỉ rõ rằng, bạn từ bỏ phim đen không phải vì nó hại nhiều hơn lợi, mà là vì chúng không hề mang lại bất kỳ một lợi ích nào cho bạn. Bạn không hy sinh bất kỳ thứ gì hết. Bạn đang giành lấy sự tự do và bình yên cho tâm hồn. Việc mang một tư duy đúng đắn là rất quan trọng. Nếu bạn vẫn còn chấp niệm rằng phim người lớn thật sự có ý nghĩa với bạn, cố gắng từ bỏ hay cắt giảm nó sẽ chỉ khiến bạn sống trong đau khổ và thèm khát mà thôi. Đương nhiên, không dễ để ngay lập tức tin rằng phim con heo hoàn toàn vô dụng. Easy Peasy đã tổng hợp lại các niềm tin về lợi ích của chúng và đi sâu vào phân tích để khiến bạn nhận ra những niềm tin này thật ra không hề đúng. Niềm tin sai lầm thứ nhất, phim người lớn như một kênh giáo dục giới tính. Với niềm tin này, hãy nhớ rằng phim người lớn không những khác hoàn toàn với tình dục ngoài đời thật, chúng còn khiến cho ta mang những lầm tưởng ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm tình dục của bản thân. Với phim đen, con người hiện lên như là những công cụ tình dục không hơn không kém. Không có một sự kết nối nào giữa hai người. Họ dành phần lớn thời gian để thâm nhập mà không hề có những cái ôm, không hề có sự âu yếm. Họ chọn những tư thế sao cho diễn viên nữ luôn chiếm vị trí trung tâm màn hình và diễn viên nam ở một góc mặc cho cô ta quằn quại trong khi phô ra những bộ phận nhạy cảm được phóng đại. Họ còn chẳng tận hưởng được điều đó.
Hầu hết các diễn viên đều phải sử dụng thuốc gây tê hoặc thuốc giảm đau để có thể diễn đi diễn lại cả ngày dài. Chưa kể những biện pháp an toàn và việc phòng tránh các bệnh lây truyền không hề xuất hiện. Vậy giá trị giáo dục nằm ở đâu? Mang những tiêu chuẩn của phim người lớn ra vào đời sống sẽ làm cho trải nghiệm rừng chiếu của bạn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Niềm tin sai lầm thứ hai: tôi chưa có người yêu, tôi xem phim để giải quyết nhu cầu. Như đã nói ở trên, cái nhu cầu đó không có thật mà là chỉ là những lời nói của con quỷ nhỏ thôi thúc bạn tiết ra dopamine mà thôi. Nhưng bạn có biết rằng, ngay cả khi xem phim người lớn cũng làm giảm khả năng có người yêu của bạn không? Việc xem phim và bắt con sóc bỏ vào lọ sẽ khiến cho não bộ của bạn nghĩ rằng bạn đã đạt được mục tiêu của mình, khiến bạn rơi vào trạng thái mất động lực, cản trở bạn bước ra ngoài xã hội và đi tìm một nửa thật sự. Việc tiêm nhiễm những bộ phim tình dục hóa vào đầu cũng sẽ khiến bạn vô thức tình dục hóa những người phụ nữ xung quanh bạn, khiến cho những hành động của bạn có phần biến thái hơn và vô tình đẩy họ ra xa bạn hơn. Xin hãy nhớ rằng, họ cũng là những con người như bạn. Họ có cảm xúc, những hỉ nộ ái ố, những câu chuyện của riêng mình, không phải là một mục tiêu để bạn chinh phục. Thấu hiểu họ cũng như những người xung quanh bạn bằng sự chân thành, tử tế xuất phát từ trái tim bạn và những điều tốt đẹp sẽ đến. Niềm tin sai lầm thứ 3: phim đen giúp xả stress. Việc sử dụng phim đen để giải tỏa căng thẳng sẽ khiến bạn bị phụ thuộc vào chúng. Dần dần, chúng sẽ phá hủy những neuron thần kinh trong não của bạn. Bạn mất đi khả năng đối phó với những căng thẳng thường nhật và những căng thẳng đó sẽ chỉ có xu hướng tồi tệ đi. Hãy nhìn sang những người bình thường, họ không cần xem phim đen để xả stress. Bạn cũng hoàn toàn có thể được như họ và thật không có một thời điểm nào thích hợp hơn để bắt đầu từ bỏ là ngày hôm nay. Niềm tin sai lầm thứ 4: xem phim con heo để cháu đỡ chán. Trên thực tế thì các bộ phim con heo gián tiếp làm tăng sự nhàm chán, bởi sau khi đạt đến cực khoái thì bộ não sẽ rơi vào trạng thái lờ phờ, hết năng lượng. Chưa kể, mức độ thỏa mãn sau mỗi lần xem sẽ càng ngày càng ít đi khi bộ não đã cắt giảm một lượng lớn các thụ thể dopamine. Càng xem, bạn sẽ càng thấy chán và sẽ càng phải tìm đến những thể loại mới hơn, nặng đô hơn. Xem phim con heo giúp thư giãn. Sự thật là chúng không hề giúp bạn thư giãn. Người xem phim đen thường quên mất cảm giác hoàn toàn thư giãn là như thế nào nếu không có chúng, giống với những người nghiện thuốc. Họ cảm giác thoải mái sau khi hút thuốc, nhưng họ sẽ bắt đầu lo lắng và khó chịu nếu biết mình không thể hút thuốc. Hãy nhớ rằng, bạn phải thật sự tin vào quyết định của mình và không hoài nghi nó. Khi đã đánh bại được con quỷ lớn, việc thoát khỏi những bộ phim đen sẽ nhẹ nhàng tựa lông hồng và bạn sẽ lấy lại được sự tự do mà bấy lâu nay bạn đã bị cướp mất. Tổng kết lại, chúng ta cần làm gì? Nhớ lại hồi xưa khi mình đã cất công sưu tầm một folder các bộ phim và video tuyệt phẩm nhất và coi đó là kho báu của riêng mình. Sau này, mình mới thấy đó không phải là hành động thu thập các viên đá quý để tích trữ, mà giống như hành động thu thập các viên gạch để tự xây nhà tù giam cầm chính mình hơn. Giờ mình đã thoát ra khỏi nhà tù ấy một cách dễ dàng, mình cảm thấy tươi mới và tràn đầy năng lượng, và bạn cũng có thể làm được. Hãy nhớ rằng trên hành trình tách rời bạn hoàn toàn khỏi các bộ phim người lớn kia, có một số điểm bạn cần tin vào khi bắt đầu. Thứ nhất, hãy tin rằng mình có thể làm được. Ngoài bản thân bạn ra, không ai có thể bắt bạn xem những bộ phim này cả. Thứ hai, bạn không phải từ bỏ bất kỳ một cái gì hết. Ngược lại, có rất nhiều lợi ích đang chờ đợi bạn. Thứ ba, đừng để lời đường mật rằng chỉ nốt lần này thôi dụ dỗ. Phim con heo là phản ứng dây chuyền. Nếu như bạn hiểu rõ những tác hại của chúng thì việc xem nốt lần này thôi giống như là tự trừng phạt mình vậy. Cuối cùng, nếu được lựa chọn, tất cả những người xem phim đen sẽ chọn bỏ chúng ngay lập tức. Đừng nghĩ rằng mình đang hy sinh một cái gì đó, hãy nghĩ rằng mình đang thoát khỏi nhà tù tâm trí của chính bản thân mình. Tự do cách bạn không xa nữa đâu. Và đó là tất cả những nội dung mà tác giả Gerard tại Spider Room muốn gửi tới tất cả những anh chị em đang bị những bộ phim người lớn ám ảnh. Bạn thấy nội dung video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để thảo luận cùng nhà nhện nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn vì đã đón xem trọn vẹn video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.